Rồi má ơi. Thôi. À, hiện tại giờ mấy chị em tới sân thả diều rồi nha cả nhà. Sân thả diều rồi nha. Cái gùn là bị ép tí rồi xu. Ờ vậy hả? Thôi. Ờ vậy à. Họ đuối lượng luôn hả? Hay vậy trời. Hồi đó bà. Hồi đó em cũng có chút có lượng trả lời đi, trả lời đi. Nó làm lệ em. Em muốn làm đàn ông, hồi đó em có vú có lượng đó má. Có không? Ừ, 15 tuổi là em thấp chứ còn thẹo nữa má. Ừ. Vậy đó hả? Ừ. Sao từ lâu cái gì lớn lên là chán phải không? Là cái thẹo vú bỏ không? Ừ. Ừ, thẹo hai vú luôn, xuống cái loài heo với thẹo phải không? Ba tuổi gì? Ba tuổi lâm lùm. Ừ, ui, quá trời hay má ơi. Thôi giờ mình ra đây đi. Đây mát nè, hết nắng rồi. Ngoài đó sáng hết nắng rồi. Kéo người đi nhà nó kéo mà luôn đó. Còn ừ. Nắng má ơi. Mát rồi, Mỹ Nương ơi, mát rồi. Mình ngồi chỗ đâu. Ừ, đi tới luôn để đẹp bắt giữa nè. Giữa đi. Ê, bà hai con diều có đặt cái gian bạc rồi hai. Sao không tôi được. Cái mặt con trơn, cái mặt đó đó. À, ta là tiên nữ hái đào má, như sao giống được. Con diều đó hình ma hình quỷ. Hả? Đào rồi mà lụa. Đào mặt ra. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Trời ơi, không biết đâu rồi. Em nằm dưới nữa. Nằm nữa. Nín thở luôn, vuốt mặt. Trời nóng quá má ơi. Nóng quá à. Nóng quá mày Nương ơi. Trời ơi, nóng dữ vậy, nóng dữ lắm luôn. Khi em nằm xuống vậy đó. Cái em quá trời luôn. Khang, Khang. Khang. Đây. Má hai cái đây. Cái đây hai cái đây. Rồi ngồi xuống. Nằm ra, nằm ngửa ra. Nhắm mắt, vuốt mặt. Vuốt mặt, nặng tức thở luôn. Ôi, ôi cái gì hay gì quá à. Trời khang được khang, chú khang, sủ nương khang ơi. Khang đừng hại mẹ đi. Đừng hại mẹ khang ơi. Ờ, còn nắng hả? Ờ, em về ra nha. Má ơi, má liệu má, má bắn bờ nữa. Ôi, ôi, ôi. Nè, ăn gì kia đi, tôi không ăn, ăn. Chút ăn kêu má ơi. Ngon quá à. Chút ăn kêu. Ừ, nó ăn kêu. Má hai qua ngồi kế em nè. Kêu sao? Kêu gì? Khang qua đây nè. Qua đây ngồi coi em ngồi hay ngồi kế má hai. Ờ, Khang ngồi kia đi để Khang ngồi đây ngồi kế em má hai. Em yêu má hai. Trời hay gì? Thụi nghe, thụi nghe, thụi nghe. Hôn ca kìa, hôn ca kìa. Thụi, 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 sợ ma quá. Trời ơi, thụi la, thụi la. Thụi ơi, ê, kêu mấy bảo qua đây nè nghe, mà hủ nó biết bỏ bên kia đó. Nè nè lột dây chuyền cho mẹ lột dây chuyền lột càng nè lột dây chuyền mẹ cho con nè mẹ cho con mẹ cho con nè mẹ cho con nè mẹ cho con nè đó mẹ cho con nè mẹ cho con đó con đeo đi con ơi kê xu 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 thế xu trả cho mẹ nó của hồ môn của mẹ đó ba con cho mẹ đó không được trả cho mẹ đi con không được không được không được không được đây 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 nè đây nè trả mẹ đi con không được không được của hồ môn của ổng của chồng của ba con để lại cho mẹ mẹ cho con nè mẹ cho con nè ừ nè ê được mày làm sao mày hay lấy quá vợ nó cả tiền thằng má ơi đừng la lớn nữa nữa chùi lại nó cả tiền lại nội vô la hoài la hoài la hoài đừng có la nữa đi mà chùi lại ông nội đi xi lại con để bấm kia á chữ bà con để bấm đeo vàng vậy để chứ sẽ cả tiền rồi tôi nước mà mát mát đi ai mà chửi má hai tôi vậy má nên nước gì cũng được nước là trà chanh nước thánh nước thánh nước thần á trời ơi chưa trời không hả trời luôn hả trời ơi trời ơi cho một ly trà dâu cho cái trà mắng cầu đi trà bá không được không được sao uống trời ơi phải ra nó đắng rồi không được sao mà uống trời trà dâu 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 vệ sinh nè con lấy không cái gì mà tùm lum hết trơn đó mọi người sữa trời ơi băng băng hiện hồn rồi kìa hiện hồn rồi đó hiện hình rồi đó băng còn sống không ta lô 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 băng lẹ băng đâu băng lẹ cho em gì trà trái cây trái ơ gì đó ly đó là ly gì chị em mới tới gần lúc rồi ly nhỏ đi tôi nói với bà đàn ông là cái thứ chó đẻ bà đừng có nên lấy chồng đàn bà cũng vậy nữa đàn bà tôi là... á
Tôi mà năm nay tôi mới có 17 tuổi mà tôi trải qua 4 đời chồng rồi đó. Vậy hả? Còn ta mới 9 tuổi là ta phá thai 6 lần rồi đó. Bởi vì con người mà nó dốc mấy ghê 9 tuổi chứ làm gì phá thai. Ừ, không biết có thai hoài luôn, phá thai 6 lần 9 tuổi. Đủ bà. Trời ơi, tôi dữ dằn lắm. Bởi vì mẹ phải hơn con, nhà mới có phúc. Trời ơi. Chứ lẽ con hơn mẹ là xử, mẹ là xử luôn. Bà già rồi, bà khùng rồi. Không, mẹ già nhưng mà mẹ mặn mà. Im, không được nói chuyện. Ừ, mày tôi nói má. Ừ. Năm nay bà bao nhiêu tuổi? 22 tuổi. 22 tuổi. Ừ. 22 nhân 3. Nhân 3 là 66. Ê đi. 22 à. Đừng nói với vị cái tưởng tao là tao tưởng tao già không có. 22 nhân 3. 22 1 lô à. Có 2 lô, 3 lô, 41 lô. 3 lô, 23 lô. Là bao nhiêu tuổi? Là 66 tuổi. Ơi. Hôm nay có con lô mấy má, 22 tuổi một lô. Hát cho mọi người nghe một bài mà miền cắt trắng coi. Mày không biết hát má. Miền cắt trắng vô. Miền cắt trắng đó. Người ơi. Hả biết hát. Dựa vô, dựa vô. Dựa vô. Kinh thật. Hát rồi. Vút mặt rồi. Ngã luôn. Ơ trời ơi, té ông nội. Ông quậy thấy ghê. Ông quậy thấy ghê, té chết đó. Ông quậy dễ. Ừ. Ủa môi gì mà chó này. Ờ, môi chó đi ba quậy quá trời luôn. Ông môi bà đi là không lệ luôn đó. Ừ, bà ngồi đây bà kiếm ơi, quá hậu. Làm gì không lợi, bà nói lấy chai của bà gì làm không lợi. Bà lấy bà tao. Bà gì nói không? Nó ủa, nó đi làm cho nhà bà rồi lấy bà rồi luôn. Lấy bà tao luôn. Nếu bà kiếm bằng cái gì? Nó kêu tôi kêu bằng mẹ nhỏ. Có lấy em không? Có lấy em không? Lấy em tao luôn. Hai đứa luôn hả? Lấy nhà Út. Xong rồi lấy ba tao luôn. Rồi nghe nó có bầu với ổng gì phá thai rồi. Ê, bà nói tôi thấy bà đưa cho nó 700. Phải không? Chịu giữ lặng. Bạn cho nó đi làm gì nó làm đi. Chứ bây giờ cái gì nhục nhã chết. Tao không ngờ nó gì vậy luôn. Bà bèo da biết không? Thấy luôn má. Bèo da có biết không? Bà da không biết. Bèo da không biết. Đâu có biết. Bà cho biết. Khóc chết. Khóc chết. Khóc đâu. Đau quá. Ngã ra luôn. Ngã ra luôn. Trời ơi, té nhẹ. Ê, cục đá nha, té cái đá. Ê, bà tử á nha. Tử tại luôn, cha chắn luôn rồi nó chết đó. Bà tử có bằng chứng luôn nè. Ai xương? Ai xương? Nó xương. Nó dữ dằn lắm. Mấy hai bà tử đông lắm á nha. Em nói là đám ma bà hé là nó cũng mới khang ủi. Bà ra tới đầu cầu luôn. Thôi sợ chết vì nói bậy bạ. Thôi. Thôi nó bậy bạ xương. Đông lắm nha, đông lắm nha. Em có nhà bị luôn đó. Xu xu xu. Mày khùng quá, sập sới chiều nè, 6 giờ khùng bậy bạ không nên giờ em, linh má nó cho tao nguyện thiệt xu đó cổ không em cũng mua cho mẹ em cái hồn vành chén hả không trời ơi kìa thôi thôi dịch kìa thôi coi ăn tới tết chưa hai nó cỡ đầu cỡ nó cũng mua cho chị cái hồn vành chén ai không đâu trời ơi thịt kho thịt kho thịt kho thịt kho thịt kho ăn này tết chưa hết nữa con mua mình nấu tím khác nấu đỏ hả con mua mình nấu tím nha trời ơi con thì là bán lẹ đi bán đi ăn cái đương ơi con mình nấu tím nha ai thấy gì vậy anh để nè anh thấy nhiều mà anh ơi cho em thấy nhiều coi cảnh chạy chơi kìa chạy chơi về mở chơi à bố em ở nhà em sợ ma lắm sao không phải là băng băng lợi sợ đó má rồi má lợi bà không đó má ơi bà không luôn đẩy chưa bộ nhiều thả coi bộ nhiều thả thấy nhiều đi mượn đi ừ anh giữ giùm cho anh cho mượn luôn đi thả cho nè thả nhiều ở nhà ơi trời ơi nhiều nguyên con ma luôn có đẻ gì nguyên con ma luôn kìa thả nhiều nè bây giờ thả diều nè đứng lên thả diều đứng lên làm ngồi xuống đứng lên rồi đứng lên rồi xuống ngồi xuống đứng lên ngồi xuống rồi đứng lên rồi ngồi xuống rồi xỉu luôn xỉu luôn thả diều nè hai chim thả diều đi thả diều đi buông chai là bạn diều luôn đúng không không có đâu vậy đây là bùn vô nấm vú cái bùn vô nấm vú buông ra bây giờ buông ra họ nói nghe bây giờ băng ra bây giờ với hai chim bù vô núm vú rồi buông ra buông ra buông ra buông cái này nè buông ra thôi rồi cầm vô ừ thả diều nghe con diều đẹp quá trời luôn nghe buông ra đoạn nguyên diều ma luôn rồi cầm vô luôn rồi ngồi xuống rồi đứng lên nè rồi ngồi xuống chạy hơn nhiều ba giờ má trời chạy đủ quần luôn rồi nè cộng cà na đó diều ma luôn cộng cà na đó tôi tiên nữ hái đạo thì hái diều ma là sao tôi không biết luôn trời ơi tôi buông ra cầm ngồi xuống thôi anh ơi nhìn anh em ăn hèm ăn thịt kho hộp vịt quá à trời cái nồi là kho ăn thịt tới chưa hết luôn đó mà họ cộng lên hết đâu xui nè cái miệng không có duyên dùng gì hết trơn anh ơi em giả gì cho anh nè anh hai gì cho anh nè hai ơi hai bà già mà bà còn không có duyên nữa má trời ơi thì tao già nhưng mà tao mặn mà má ơi
Hèn gì quá à. Tài sắc mà quá trời luôn. Băng nhiều anh băng kìa anh ơi băng coi kìa. Ủa? Chưa. Anh đem giảng nhiều anh nè. Anh ơi anh giả nè, cảm ơn nghe. Anh chùm nhau đó. Hai bây giờ tôi kêu anh để nhiều xuống tôi treo bà lên với con nhiều nghe cho bà tay đi luôn. Thôi đánh bậy bà xu má. Trời. Bà về cõi trời rồi. Dù gì ta cũng là tiên nữ hái đào má. Trời ơi. Ừ. Nè chị. Anh ơi, em muốn ăn thịt con hộp vịt cả. Ôi. Trộn dễ cho bẻ luôn, vung vinh nó xích tức dễ sợ. Trời ơi, sạch một cái nha ngon luôn. Đền lời lộc tân hổ ngoài đây đâu có chúng ta đâu, ai làm sạch thì đền. Con có thương mẹ. Thương bà, trời ơi trai lên. Giả mặt nó. Giả mặt mới đè. Đánh đào lắm. Trời xương khớp này tôi già tôi yếu nó gãy xương đó. Một ngày câu giường một bữa ông nghỉ 7 bữa. Giả mặt nó. Giả mặt đó. Đau gần chết. Đau quá. Thầy mẹ đánh con. Mẹ thương mẹ mới đánh. Mẹ đau lòng. Vội vô ngơ. Ưng. Trời ơi đau lòng người quá. Đánh nữa. Tiếp tục. Đau. Trời nhói tim luôn má. Mà nhói tim là nhìn vậy chứ. Tỉnh hồn chưa? Tỉnh rồi. Có nhớ hiểm nữa không? Còn nhớ. Một cái không. Kiếm phú vô cho mắt chứ nhớ đi. Chứ đừng quên nữa. Đừng nhớ. Bây giờ không yêu làm bạn được đâu không? Không. Sao vậy? Bạn quân que. Không tin là đến. Bạn gì mà bạn? Không có làm bạn. Không có làm bạn cái chỗ để nó. Trời ơi, cha là gì? Cha là trâu rồi chó. Búng cái là có quen giọng gì? Trời không. Bây giờ mẹ nói giọng gió rồi, mẹ nói giọng đá rồi. Sao nó sao? Trời ơi. Mới qua gia người làm giọng nói đó. Trời cũng đẹp chứ bộ, xấu rồi trời. Không biết khác. Mới làm chưa lành. Chưa là giọng nói. Giống mấy bị cầm. Mày nói quá trời vậy. Ồ đúng rồi. Mày với mày. Con trai làm gì? Con trai làm đĩ. Ê trời ơi. Xù. Đổ nước. Đổ nước. Ôi ơi, hại quá trời luôn. Thôi quậy không biết. Thôi vô quậy vô mồi luôn. Đổ xù. Ôi trời ơi. Ô mồi. Đổ đi luôn. Bà hút quậy vô bụng luôn. Trời ơi. Cho hai ly khác lại đi cưng ơi. Cái này tại đây là tự các bạn nó đổ nó nghe. Đền lại chứ không tính nha. Ờ không tính đó nha. Nói đi. Ôi nè cưng coi các bạn cưng sẽ cung vinh ngoài hả tự đổ đó thì cưng đền lại cho chị nghe đó đây nè mạnh mẽ quá trời luôn bả bị bệnh tim đó nó bị bệnh tim đó tim đó ừ ngã ngang nó chết đó hả ông trời ơi bây giờ mừ bà cũng không dám đánh nó nữa đánh nó là ở tù lên tim nó chết ở tù đó ừ thì đó tụi em phải đền cho chị làm thấy chị để bạn cưng cung vinh đó thôi công nhận đều muốn nổi mày chó đẻ đền liền vô ngực trời đau quá đau tim còn nhớ hiểu không không anh nhắn chó đẻ làm gì dạ cái tỉnh nha tỉnh nè nhớ chưa nhớ rồi không mà anh nhắn chó đẻ làm gì bữa đó ăn cơm khóc làm sao khóc cơm vàng đúng không khóc mươi tô cơm luôn ê nhìn cà mắt có mùi hôi gà cà mắt đàn ông sao ông là châu là chó búng cái là có không quan trọng gì hả đàn ba rất là mặn mà kìa con rể muốn lấy má vợ kìa cùng giờ mày lấy mẹ hay lấy con má đây nữa chị nước miếng em tùm lum mới cho biết là không phải biết làm nước yến trời ơi yến ngon mất tiền cho mà ra là 4 triệu đó trời ơi kìa rể mà nhìn mà kìa giờ cuối cùng là con lấy mẹ hay lấy con mấy bà tăng nào kho vịt hay gì trời ơi người ta vừa người gì đó ý là khanh cái nói cái mặt bà bự á vậy mà nó mặt tao bành nên mới nói được không vịt bởi mày diện dị không đấy ham đó thương mẹ đi chúc mẹ cho anh 10 triệu trời ơi thường nó làm con cắt đó nghe mày 15 triệu 5 triệu 20 chục cọc trước 30 luôn đưa cọc miếng đưa cọc miếng chuyền trước nè đó lột ra nhưng mà nó không nổi nhưng mà nó ra ten này ra ten mới đi si mà la làng mà người ta biết đừng có la làng ra ten má ơi dữ quá trời luôn mời si mẹ ta chạy vậy đó mẹ ta đem ba đôi inox thôi mà nó chửi chị đó má mày la làng hoài đừng có la mời đi si là không nổi má lên
hả? Lên đâu? Để ba kìa. Ôi ui, nhìn giống băng băng quá hè. Tôi chân dìu băng nha anh. Ờ, chân dìu băng nha anh. Ôi vô gì? Ờ, vô gì xu mà. Ồ, cộng chữ chết. Trời ơi, nhìn băng băng hè, nguyên bạch tuộc luôn. Dìu băng anh ơi, dìu băng. Dìu băng anh ơi, băng em luôn đi anh. Ơi, người ta mới thả ba đó dìu băng. Ôi xu mà. Cái bị chữ. Chữ mà. Chữ lại. Chữ lại. Chữ lại. Ôi, chữ quá quá. Chữ quá quá. Chữ lại. Chữ quá quá. Hả, nói gì anh? Em bé đó ngồi luôn hả? Rồi xong lên băng thờ ngồi luôn. Thôi không được cha ơi. Trời cha hại ai hại ha. Ê, là sống hoài vậy thì bẩm chết đi. Cho người ta yên bình. Mày có duyên ha. Mày đi nói tào lao xí xu má. Tao sợ cha. Cha dâu đâu bé? Này của ai? Cha mắng cầu của chị đâu cưng? Cầu gì hả? Có gì? Của anh Hữu nè. Ừ. Tôi. Con coi lệ gì? Lệ gì nó nghe nè con. Dạ có gì hả? Làm lại ly này cưng, làm lại ly này. Ủa cái này của tôi mà, trà chất này của tôi. Uống gì vậy? Không nói nội nè. Là nè. Con cho gì một ly sữa đậu nành đi con. Sữa đậu nành nghe. Thank you. Thank you. Trời ơi bà làm giọng ngựa bà. Thôi tôi đỉ lắm bà. Trời ơi ngày xưa tôi làm đỉ mà. Ôi không có, giờ làm bậy bạ không có. Giờ hát tóc. Cột tóc cái, cột tóc cái. Cột tóc nè. Cột quấn quấn cái lộn của tóc. Giống như là cuồng xích với phun độc táo má. Ờ, độc táo nó mới sợ. Quá hậu buồn kìa. Quá hậu, đừng buồn, đừng buồn. Hậu vui lên đi, hai ba, la 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 la. Ai, ông nào? Nội bà hả? Chứ bà hậu thì dễ thương lắm, cả nhà nghe. Hậu dễ thương lắm. Hậu Long Xuyên đó. Ai mua đồ Thái liên hệ với hậu Kim Chằn nha. Cái bút là Kim Chằn. Bán đồ Thái sao? Có con đồ Thái là bạc 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 là có con cà. Ủa? Ôi xuống xuống xuống. Nói lại giới thiệu lại cho Kim Chằn nè. Kim Chằn. Ai muốn mua đồ Thái? Ai muốn mua đồ Thái là liên hệ bút Kim Chằn. Chuyên bán hàng Thái Lan. Chuyên bán hàng Thái Lan. Ai đặt gì cũng có. Ai gì cũng có. Buôn lậu. Buôn lậu. Gì nữa kìa vậy? Vậy? Không bà không buôn lậu nghe. Buôn lậu thì kiếm tôi. Buôn lậu thì kiếm tôi. Tôi ở chợ Mỹ Xuyên. Tôi chợ Mỹ Xuyên. Vợ ngực sưng to. Tên gì? Tên Phương thịt bò. Thôi trời ơi, xu má. Tên gì nói vậy? Tên Hằng Phương. Hằng Minh Tuấn. Ngày 23 tháng 3. Xu. Mày kỳ cục, mày gì mày không có được, con này không có đàng hoàng. Nữ kêu tên trên giấy chứng minh, ông nội mày. Tên gì? Tên Trần Minh Tuấn. Không, tôi là Phương Lê, bé Phương. Y gắt. Ra tới chợ Mỹ Xuyên. Ra chợ Mỹ Xuyên. Hỏi tôi. Tên gì? Tên gì? Y gắt. Ai cũng biết. Xu. Anh tên là bé Phương cả nhà nghe, bé Phương. Cùng mắm đánh bậy mạo, đừng có xin danh đánh cái xu má. Tôi bán đồ chỉ là giá tôi bán đồ thôi. Là trả hình thôi. Ban đêm tôi đi giật đồ lớp giờ ai bán dây chuyền? kiếm tôi xu mày la làng hoài. Bỏ nghề rồi ai mua hàng Thái Lan? Lên Facebook. Kim Trần. Ai buôn lậu kiếm tôi. Không xu con mắm nó chết má. Không có buôn lậu nghe. Em chỉ bán nghề không bán thân đâu. Không có đâu. Bán nghề là làm gì? Em làm để. Không có. Ăn gì nữa kìa. Hả? Ăn năn sắm thôi. Đã nói rồi. Không có ăn. No gần chết. Kỳ quái. Tụi lại làm đó. Làm đó. Vốn không? Tức tối. Lên giải mặt. Đâu. Đừng có giỡn, mệt quá là tao xỉu đó. Càng như bị lên máu rồi đó. Đường hàng ơi. Cho anh chánh đi. Các bạn bà đau tử má. Không được. Bây giờ biết cảnh đi. Bây giờ biết cảnh đi, hai mẹ con mới giẫm là chi sơm. Cảnh gì mày khùng mô ta đâu, phải mày đi điếm với mày một cảnh. Không đi. Giờ tôi cũng là gái nhà lành má. Không có làm đĩ nhưng mà đi chơi đĩ. Không đĩ mình đi chơi đĩ. Được không? Ai đi chơi đĩ má? Trả giá. Trả giá. Một triệu còn 500. Đi không đi thì thôi. Đi gì thôi. Không có nghe, bạn bà má. Giờ nghĩ sao vậy em? nhiều đỡ nhiều. Thôi giờ không có má nó bậy bạ nó đủ chớn. Một lần có chồng ngày cho chồng nhiêu? 200. Bữa nào lời nhiều? Nhiều cho 300. Rồi sao cái lúc chia tay vừa ăn cơm sao? Vừa cơm vừa khóc mất chen cơm. Khóc sao? Khóc. Em nhớ anh. Không bậy bạ. Tao vừa có chồng mới lớn, tao mới có 22 tuổi, chồng con gì má? 22 nhân 3. Là nhiêu? Là 66. Chết rồi. Không. 22 tuổi một lô một hàng. Đã chết. Mời chết. Bà đó đừng có giỡn vô vị, ta sợ chết lắm, đừng có giỡn vô vị. Thôi. Đừng có giỡn gì xua má. Nộp. Bà dám chửi nó không? Nó là ta, bà đó bà dám chửi nó không? Cho bà. Chú. Ngon. Chè miếng nữa đi. Thôi mà. Không mày. Nè. Mày là con trai á, tao không nói đó, tập nói mày là chết với tao rồi đó. Trời con trai mình.
Không sao, không sao. Mày là con trai, ba là con gái hả? Tao là con gái. Trời ơi, tại vì con trai là đi đâu biết đâu. Núp vô, núp vô. Tôi là con bà Vũ, tôi là con bà nè. Không phải con quyệt chứ. Giờ nghịch đi. Tôi là con bà nè. Mẹ ơi đừng có đánh. Còn ác là một tử. Một tử chua quá. Trời chua nó ốc luôn nha. Hoa hậu cười kìa. Hoa hậu ác luôn á, hoa hậu. Ác quá trời. Núp lửng tôi đi bà. Núp lửng tôi đi hậu. Trời ơi. Sau này già hai đứa mình lấy nhau, tiền bạc tôi đưa cho bà, tôi đưa bà. Vậy sao vậy, sao vậy hả má? Chuyển liền nè, chuyển mãn liền cái bụp luôn. Không má, bà chỉ việc chị em mình, chị em mình nửa về già, nửa về già tôi với bà ở với nhà cho người ta đừng có dòm đặt tôi đó má, tao tôi còn làm nghề nữa má. Ủa rồi không có làm cà dâu luôn nè, phải không? Ơi nghe được nghe giọng chanh chua cái này cà dâu phải không? Trời ơi đừng nói đến hình luôn đi. Đi giờ mai hả? Đó thiếu nợ. Thiếu nợ. Thiếu nợ. Thiếu nợ thằng Hiếu. Thằng Hiếu. Dịu dàng. Dịu dàng. Cái này có cho tiền Hiếu không? Không. Rồi bây giờ nhắn gửi nè. Ê hả? Bây giờ quay ra. Đu heo đi. Đu heo kìa. Đu heo kìa. Đu heo chạy qua. Chạy qua. Chạy qua. Đi theo. Chạy qua. Đi theo. Đẻ lên. Hiếu lên. Hiếu lên. Á. Đâu anh ơi, đâu anh ơi, anh giới nè ơi. Anh ơi. Ủa, hàng ơi. Ủa, quần luôn nè bà nội. Trời ơi. Đâu anh đi. Đâu anh, đâu anh. Đâu anh ơi. Không có gió luôn, không có gió, không có gió. Quần lên nó bay thiệt đó. Ủa, gì quần lên nó bay thiệt đó. Bụi quá trời kìa. Hai con luôn đang đeo lên kìa, đang neo lên. Kìa mấy đứa thả mà cứ nghiêng ngã qua kéo. Ủa hé kìa. Hả? Đu cái đuôi đi. Đu cái đuôi. Có má ơi, cha trời chiều mưa rồi mưa bà. Bà đứng lột bà. Không có lên. Ở nặng luôn đó. Cái ghe bằng thờ á. Cái đồ gì má. Ờ thấy măng bù với măng băng. Có dạ. Con thỉnh cho có buồn. Dạ chồng con măng cái này sao rồi? Băng băng miễn cưỡng mới clip với má, băng băng bây giờ muốn đi về rồi đó. Mẹo trơn rồi. Băng hay dị quá giận băng nói đi là sao băng buồn rồi dạ, chồng con sao rồi? Con đi gì hết trơn rồi, đâu có ở. Gì trơn hả? Sao dạ? Sao dạ? Sao dạ? Giờ là kiếm thằng mới. Dị hả? Trời ơi kiếm mới luôn hả? Hay gì thằng nào vậy? Dị cháu nó gọi mà chưa biết. Ừ, thằng nào? Băng nó trả lời. Trời ơi chết. Ủa, ấy băng quá trời luôn. Thôi mình để bà bỏ cáo hút mập tóc được đó. Ừ. Dịu đó. Cái miệng gì mà đảng hậu thế chứ. Mà nó không mọc phải không? Nhận bạn nói đi, nói gì đi, với vài điều với khán giả đi. Nói gì giờ nè mọi người ơi. Chúc lại mấy em đang ở trong chương trình, đã đang trong chỗ Hải Diều. Kêu khán giả chưa? Kêu khán giả chạy vô chung số 3, số 5 gì nói liêu lót luôn, nói hoài. Ê. Ờ. Thôi được rồi, em đợi phá gì vậy bà? Xù đó, bên si ở sĩ u si u xí u xì đó. Ờ. Ưa chi ái chi ai gì vậy chứ. Rồi giờ em băng qua quốc thời trang vòng đi. Đi đi qua đi qua thả dừa đẳng kìa. Đi quốc vòng bên đi đi rồi băng đi nên nương đi Kim ơi. Đi đi Kim ơi. Kim đi đường đi đâu đây nè, qua đây nè. Đi dạ. Hơn. Hay là qua kéo tiếp ảnh luôn. Rồi kéo tiếp ảnh luôn hay sao? Đi đi qua kéo tiếp ảnh đi, đưa mình đi bển kéo nè. Cũng lòng bển đi. Ừ. Cười bụng nó mặn lẻ 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 đi. Để hai bãi kìa em kéo tiếp cho. Bà đem kéo tiếp cho anh, để em. Vô lẹ lẹ bạn ơi. Trời ơi lên luôn, vô. Ủa kìa cái hai bãi luôn không? Ôi nặng lắm mới nghe. Nặng là. Vô. Ủa kìa. Đó rồi, câu đó lên. Câu lên, câu lên. Ê, câu lên cái gì? Ờ vậy là cứng lắm mới nghe. Ừ. Đó, vô. 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 Không đứt cài đâu, gì nó dẹo đứt đâu. Không, vậy nó dày lắm. Ủa. Thu con về hả? Thu con về, Gió tới mưa tới qua không. Đúng rồi, nó hạ xuống nè. Ê, ba con lặng kìa. Kéo mạnh lên đi. Đi, kéo được không? Tới quẳng vô, quẳng vô, quẳng vô gì nè, quẳng vô gì nè anh, quẳng vô gì nè cái nè. Nó chịu lại. Đứa con cổ đó. Để đi cọ, đi ra cọ. Băng, bây giờ bà chẻn vô nè, phẫu luôn con băng. Trời ơi, chẳng giờ phủ luôn. Té cái tẹt một cái. Té phủ tẹt luôn. Cái này xù luôn đó. Không, không phủ luôn, sẵn phủ rồi. Ê, đây. Nặng quá trời luôn kìa.
Ừ nặng nghe. Không nặng chì ha, gì mỹ nương. Cứng ngắc luôn mà. Ừ. Nặng lắm. Cái hai con lận mà. Còn con ở trên đó đó. Thì nó không chịu xuống nè, nó không chịu xuống nè, xuống là sao nổi. Giờ? Thời tiết giờ sao? Thời tiết bây giờ đang là chưa gió nó kéo lại nha mọi người. Đang gió dữ lắm nghe. Gió quá trời luôn. Gió dữ lắm, như lên là ảnh đang hạ diều xuống. Vì kéo tiếp ảnh nghe. Hồi nãy hạ diều xuống cho nó giờ gió nó không chịu xuống luôn kìa, nó không chịu xuống. Chà cái hãng qua đi băng băng khỏi giấy phẩu. Ê cái này đun mà đun là bay luôn á. Nó tiêu luôn đó. Ê mình lên là đun bay mình luôn đó. Ừ, nó bay lên trên đó. Bay mình luôn đó. Bay mình luôn đó. Cứng đơ một dây luôn á, bị nương. Dạ không chịu xuống luôn rồi kìa. Không chịu xuống luôn rồi sao giờ xuống đi ai luôn đó. Để nè, để nè. Để tôi kéo tiếp chà. Kéo lại, kéo lại băng băng. Kéo lại. Đó. Nó được rồi, nó được rồi đó. Xuống đây. Xuống đây. Đó. Đừng. Nhờ ba bà bê đê đó nghe. Không có ba bà bê đê là kéo không được đâu đó. Không. Cái giọng yếu của tôi là không lợi. Nó. Thấy vô nhờ ba bà bê đê đó chứ mà kéo này, được con sẽ chỉnh hoài. À rồi 1 2 1 2 1 2 1 2 kéo dù 1 2 kéo 1, nhiều 2. Xuống kéo nhiều xuống 1 2 1 2 ui là chở nặng. Ôi ui nặng ghê luôn á. Ôi là bay luôn á thiệt. Bay hiểu anh, bay hiểu đó nghe anh. Bay hiểu đó nghe, phải bay cái luôn nghe. Không phải đè xuống bên vậy mới được, phải đè xuống. Ủa nặng lắm luôn á. Lấy cái xịt châu móc. Ê bay bên đường nghe, bên đường. Móc cái chỗ cây cột điện bên đường thấy không? Bây giờ cái xéo cột điện được. Ờ lấy cột điện đi. Lấy cái xịt châu á. Anh cũng nhiều nhiêu tiền. 4 triệu. 4 triệu hả? 4 triệu hả? Mua em hả không chịu? Em không tốn tiền. Em không tốn tiền luôn. Trời ơi. Anh thả sao anh thả? Anh đi. Anh đây. Hay hả mấy em đi, hả mấy hai đi. Anh thả em đi. Không tốn chắc cái nè bố ra hả? Thôi xui xui nó chơi, nó chơi, nó chơi anh. Trời không dòm luôn rồi, không dòm hết. Thấy hả, không dòm thì má ơi. Thiệt nặng lắm luôn, bay luôn đó. Bô bô rồi, cho chào á. Ê con chừng nước dây bắn mặt rồi, bệnh mặt nó nghe. Kéo lại, kéo lại. Bạn kéo lại, bạn ơi. Ủa nó bắn vô nhẹ gì vô đi. Á ơi. Đưa nách vô má hai. Rồi rồi, buông buông đi, buông đi. Buông buông. Ồ, một người làm có được đâu á nghe. Không ra một người không có vé làm luôn á. Giữ yên đi, giữ yên luôn, kéo ngược vậy chứ. Bây giờ tôi kẹn nha mày. Mọi người giờ giúp em đặt xe chứ. Đó, trời thả con diều. Đã như cái khổ quá ha. Thiệt. Trời ơi mày thấy xuống luôn hả? Sao thả anh đi? Sao thả anh đi? Ồ cho cái móc lại đúng rồi. Lấy cái sừng trâu á Thành ơi, lấy cái sừng trâu luôn. Ê đứt cái cây nghe, cái cây đứt cái cây nghe. Lấy cái gồng gồng chứ cái sừng trâu luôn. Trời ơi. Bay thiệt á. Bay thiệt. Trời kìa cái cây cũng đứt luôn kìa má. Rồi xuống rồi đó. Cây tét luôn đó. Ủa lại còn đứt cây luôn đó. Ông băng tiếp ông băng. Đứt cái cây còn gì nữa. Đùa anh tiếp ông băng ơi. Đùa má hai ơi. Để má hai được. Đúng rồi, tét cái cây luôn rồi. Ủa lỡ rồi, lỡ rồi. Tét cái cây thì đòn nữa nha. Lỡ rồi, xuống rồi đó. Không có tét hết đâu. Tét tí đó à. Không ghê không. Ê, cái một người là không được. Ghê không, đùa ý cái cây đó còn tét không. Cái này một người là không lợi đâu. Dạ, ba người cũng không lại nữa. Kéo lại đi. Nói nhỏ ơi, nhỏ mày nói ra. Đứt cái đầu mày đó. Trời ơi, buông ra, buông ra, buông băng, buông ngăn băng. Buông ngăn băng. Trời vẻ rồi đó, trời ơi. Trời ơi, gần 20 người làm con nhiều đó. Trời ơi, gần 20 người làm con nhiều. Ê, giờ có ba bà bay đê đó nha. Không có ba bà đê đó làm nhiều bay luôn đó. Thành công. Ê, ngồi xuống. Nằm xuống lăn ra. Rồi thả ra. Xù má. Trời ơi. Hả? Vừa cũng thành công rồi. Trời thả nhiều cực quá ha. Trời đổ hết tay luôn nè. Trời cái nhà tao hết tay cái nhà ô dùng nặng quá trời luôn. Xuống nữa kìa thấy không? Dám giải cứu ba chán sĩ.
Thôi vậy cũng dán sĩ em, chị phải là đê có tài chứ bộ. Rồi. Đê đê chuyện toàn nghe. Chuyện toàn vậy em nhiều nó xuống rồi mọi người. Nghe bây giờ vừa hai cái vừa có sáng. Gọi là bê đê tài sắc dạng toàn đó. Cái con này được cái cục đó nữa biểu sao nó không đàm. Ồ đã gì còn móc thêm cục đó. Quá. Đã dần dần treo thêm cục đỏ đó bạn. Mà nó hả cái hồng nó ra táp gió này bao nhiêu hoài à. Nãy treo cục đỏ luôn đó, con dừa đỏ nó treo lên. Tính là dừa đỏ đưa lên đó. Mà gió mới rút xuống. Đó. Thời tiết đang chuyển cái mùa rồi. Về thôi. Về thôi. Về thôi. Về rút về.